Em tên Lê Quỳnh Anh, em 27 tuổi, nghề nghiệp là bác sĩ. Bác sĩ? Dạ, pháp y ạ. Em ngạc nhiên mà em còn thật hà, em cười bác sĩ pháp y không có đơn giản đâu nha. Nhưng mà hơi bị ấn tượng với em á. Dạ. Tại vì em là một người phụ nữ mà nhỏ nhắn mà rất là xinh xắn. Dạ. Xem gan quá vậy. Em làm bác sĩ pháp y là... À, em học đa khoa xong đang theo đuổi ngành đó, rồi em thấy ra có đam mê. Vậy đó hả? Dạ. Sợ không? Ban đầu sợ chút rồi giờ hết sợ rồi. Không quen rồi đúng không? Nhưng mà lúc từ lúc có bầu là mình ở nhà không hay là vẫn... Dạ ở nhà. Đúng rồi, không có bầu mà đâu đúng đâu rồi, nào rồi. Mà đi công việc có được. Đúng rồi, đúng rồi. Nhìn hai bạn rất là quen. Anh không biết là đã gặp các bạn ở đâu rồi. Bây giờ đoán chị biết nè. Hay không? Một chương trình. Chương trình gì? Em thực là không biết không hay là em xạo? Không biết thiệt á. Bạn muốn hẹn hò đúng không? Dạ đúng rồi. À, đó là chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Nhờ ông Tơ Quyền Linh và bà Nguyễn Cát Tường cho nên là hai bạn đã share duyên kết tóc cho hai bạn đúng không? Nói chung là không có biết gì hết. Giống như mình Linh đăng ký chương trình để tìm bạn. Ý trung nhân của mình đó. Dạ, ý trung nhân vậy đó. Nên chung cũng có đó là cái duyên số của mình á. Ừ. Anh tìm sao tới giờ ngồi đây luôn. Mà chị hỏi là lúc mà tụi em nói chuyện mà chưa thấy mặt đó thì không nói chi, nhưng mà lúc mà tiện thấy mặt nhau rồi á là cái cảm giác có giống lúc trong đầu mình tưởng tượng không? Không nghĩ là chồng mình cũng khá là trai vậy. Với lại cứ nhìn vô thấy sao hai người cứ giống nhau. Tức là giống như mình gặp cái tự nhiên mình cảm giác giống như nó có cái gì đó là một cái sợi dây mà nối từ trong tiềm thức từ ngày xưa đúng không? Dạ, nó rất là gần gũi đúng không? Dạ. Cái cảm giác ngộ lắm á Bin. Mà anh suy nghĩ nha, khi đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, thường là những người mà người ta không tìm được cái ý trung nhân của mình ở ngoài đời. Dạ. Cho nên họ đến với chương trình. Hai bạn nhìn bề ngoài ai cũng đẹp trai đẹp gái hết. Nghĩ là này cũng đầu hoa dữ lắm là đây cũng hao đại gia dữ lắm nè. Nhìn chắc chắn là tham gia chương trình là muốn lên truyền hình thôi chứ không một lý do khác. Em tham gia là mẹ em đăng ký cho em. Xong rồi cái ngày hôm đó đi học thì có nhận cái lời casting thì em đi. Lúc đó mình đang theo đuổi pháp y thì mình nghĩ chắc cái ngành của mình người ta cũng vẫn quen với mình mà người ta không tiến xa thôi. Tại vì người ta nghe cái ngành nghề của mình người ta cũng nhạy cảm. Cho nên mạo hiểm rồi mình đi. Còn em sao? Sao em tham gia chương trình? Giống nhìn lại thấy cũng lớn tuổi rồi. Tại lúc đó cũng 28 tuổi. Thì em nói là để lên chương trình. Tại chương trình cũng hay á. Thấy cũng giới thiệu thực tế. Cho nên mình xem mình muốn tìm một người để mình cưới luôn. Thì em biết mai đâu thì mình cơ hội thêm nữa. Dạ. Thì... Không ngờ. Dạ không ngờ. Cũng cái duyên nó đến. Chương trình. Dạ. Không ngờ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò lại. Vợ vừa đẹp vừa giỏi ha. Trời ơi chồng cũng vậy. Vừa đẹp trai lại làm kinh doanh đúng không? Dạ. Nếu chị còn trẻ thì chị sẽ tham gia chương trình. Mà khi mà dán cái màn lên biết là chừng mà gặp tôi rồi. Nhưng mà sau khi mà hai bạn biết nhau nè, rồi tìm hiểu nhau nè, rồi bây giờ thì là đã sau đám cưới và chuẩn bị có một thành viên mới như vậy á, các bạn có dịp mà gặp lại cái ekip của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò chưa? Dạ có. Tại vì thực ra là có nhiều khi á, mọi người lại nghĩ rằng á, là cái câu chuyện của các bạn là không có thực tế mà là tạo dựng lên để cho nó có một câu chuyện đẹp. Khi tham gia chương trình vợ chồng em trải qua nhiều chuyện lắm. Sau đó nhiều chuyện lắm sao? Rồi cũng nhờ sự động viên của anh chị trong chương trình đó với em thì vợ chồng em mới tiến xa hơn, mới lấy nhau. Thì bạn có thể chia sẻ là sau cái bấm nút đó thì cái câu chuyện tình của hai bạn diễn ra như thế nào? Bạn chia sẻ luôn đi. Thì sau cái bấm nút của chương trình Bỗng Hẹn Hò, nói chung là gặp nhau ấn tượng ở bề ngoài, như thấy vợ em cũng nói chuyện cũng chững chạc, cũng như là lễ phép. Chị của mình rất là thích mẫu người đó, nhưng mà mình chỉ nghĩ là bên bề ngoài thôi, tại vì em là kinh doanh gặp rất là nhiều người đối tượng. Chỉ khi mình gặp bên bề ngoài thì mình khó đánh giá được. Mình cứ để từ từ mọi chuyện diễn ra một cách tự nhiên, chứ mình không có lúc đó mình không có dột dập liền. Cũng để xin số điện thoại xong rồi từ từ một thời gian sau tìm hiểu, nói chuyện một vài lần thấy hợp thì xong mình mới mời về dưới nhà, xong để đánh gặp rồi đánh giá. Thì dưới nhà em thì cũng xích, thấy vợ em lại giỏi giắn chuyện gì lễ phép, thì đó lại làm một cái động lực cho mình nữa. Mình cảm nhận mình là một chuyện, nhưng mà khi tới với người lớn người ta có kinh nghiệm nhiều á, nhìn ta nói thì mình lại thấy tự tin hơn. Mình thấy là đây cũng có lẽ là một nửa của mình rồi. Đó, mình thấy quyết định của mình là tự nhiên chính xác. Còn vợ thì sao? Lúc quay xong thì cũng có xin số. Hai vợ chồng tìm hiểu nhau cũng 6 tháng. Rồi chính thức yêu nhau là 1 tháng 17 ngày. Rồi mình mới tiến tới đám nói, đám hỏi, đám cưới. Đối với vợ chồng em chia sẻ với nhau là yêu nhau dễ lắm.
một cái nhìn thoáng qua cũng yêu. Nhưng mà để mà nếu mà đi tiến hai chồng tiến xa hơn á thì phải lắng nghe và hiểu nhau. Ủa tụi em lấy nhau là bao lâu rồi? Cũng mới này, cũng gần vậy thì dạ. Trong cái thời gian về ở chung nhà với nhau vậy thì có vỡ mộng gì về cô vợ này không? Coi như đến giai đoạn dịch mặt đó em thì cũng không có vỡ mộng gì nhiều, nói chung là cũng đáp ứng của mình cũng 70% rồi, cái sở thích của mình rồi. Nhưng mà có cái thì nhiều khi vợ hay nói nhiều cằn nhằn, nói chung là như mình nghĩ cái gì đó là vợ nào cũng vậy, hơi bị hung dữ xíu. Nào giờ có động thủ với em chưa? Nói chuyện lớn tiếng thì có chứ chưa động thủ. Thế em đó. Đại hậu dạch mặt. Chồng em cũng không có vấn đề gì hết, ngoài ảnh mê tập gym thôi. Tập gym á? Dạ, mê tập gym với chứ. Hơi vô tư. Tập gym tốt ạ, giữ được cái phong độ đó tốt lắm á. Sáng 5 giờ là thức rồi, ăn nhẹ rồi đi tập xong rồi về ăn rồi tắm rồi đi làm. Mê gym lắm ạ. Lúc thời gian đầu là có khi hai vợ chồng cả ngày gặp nhau chắc được 1 tiếng. Nói chuyện với nhau chừng hai câu à nay đã ngủ. Tới lúc có bầu thì đổi sang buổi sáng, còn trước đó là cứ chiều rồi đi 9 giờ về là phải nghỉ ngơi 10 phút, ăn 15 phút, nghỉ ngơi tiếp 15 phút rồi đi tắm xong rồi đi ngủ. Rồi chế độ ăn uống nữa mà rất là quy tắc. Em có nào mà em có chút ganh tị với cái gym không? Ghen với cái gym á. À đó. Mà nhất là trong cái giai đoạn mà em đang mang bầu. Có bao giờ trong đầu em nghĩ là ông chồng này ổng đến cái phòng tập gym nó là vì cái khác hơn là mấy cục tạ? Dạ không, em không nghĩ gì đâu. Lúc đầu buồn lắm, em hay khóc lắm, hay tức lắm, tại vì đã lấy mình rồi, mình nhiều khi về cái mặt mình ảnh chưa nhìn mà nhìn ảnh nhìn cái hũ sữa trước rồi, phải ăn sữa trái cây rồi uống sữa, nhiều khi bực quá. Mà chồng em rất là im, hai chồng mà cự lộn em đã im, ảnh cũng im, em đổi phương hướng và không im nữa, chửi chửi đi chứ hai bóng à, anh vẫn im, cứ cười làm liều vậy đó. Nhiều khi em ấy nhiều khi em nói đang có bầu đang bực mà còn điên thêm. Em có cho rằng chồng em bị vô tâm không? Cũng khá vô tâm, tại vì thời gian đầu ảnh chưa có quen cuộc sống mà có một người bạn đời kế bên. Anh nhiều khi ăn cái gì cái ảnh ăn gần hết rồi, anh mới nói ơ chết chồng em ăn chưa em. Phải ăn mình trước á. À ảnh quen cái thói quen đó rồi, chị ăn ngon cái em mình nói ủa sao anh ăn hết rồi, anh mới kêu em không anh ăn thử coi đó có dở hay ngon. Em nói vậy là đúng rồi, tại vì ngon anh ăn hết rồi đấy, gì còn cho em ăn nữa. Đến khi mà anh ăn cái gì đó anh không thích, anh nói dở ăn này đi, dở lại em biết cái đồ ăn nó dở. Anh không hợp với sở thích có gì không. Thời gian đầu em cũng vô tư chuyện đó, tại vì quen em cũng rồi. Biết nấu ăn đó, em cứ nấu xong mình thấy mình nấu xong mình muốn thưởng thức món ăn mình liền, thì nó đang nóng đang ngon thì muốn ăn cho nên ăn liền. Bây giờ có vợ cũng nghĩ như vậy. Nhiều khi có vợ giờ cũng ngồi ăn, nhưng mà bây giờ cũng hơi có mà ít hơn, cũng mình sẽ ăn nhưng mà cũng gần xong mình nhớ vợ ăn chưa. Bắt đầu quen với cuộc sống là có một người bên cạnh mình đúng không? Đúng.